Chào mừng các bạn trở lại chương trình Anh ngữ thượng đỉnh. Từ vựng chủ đề hôm nay là Play soccer, swim, play the piano, cook, dance, sing, drive a car, use a computer, draw, speak another language, design web pages, fix a motorbike, write music, act, direct movies, do embroidery, lưu ý. Các bạn sẽ đạt thượng đỉnh Anh ngữ ngay khi các bạn nghe và lặp lại đoạn video ngắn này cho đến khi các bạn nói trước khi máy nói. Chúc các bạn thành công. Goodbye. See you next time.